Từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm là thời gian nắng nóng kéo dài, rất dễ xảy ra cháy rừng. Với phương châm phòng là chính, hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được lực lượng kiểm lâm chủ rừng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương triển khai nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện có. Khánh Vĩnh là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa với hơn 85.000 hecta rừng và đất có rừng, trong đó có trên 7.000 hecta rừng dễ xảy ra cháy. Hiện đang vào mùa khô nắng nóng kéo dài, việc huy động nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy là hết sức khó khăn. Với cái hiện tượng thời tiết mà cực đoan như thế thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng tới các hiện tượng cháy rừng nhân tạo từ con người mình ra. Cháy rừng tự nhiên là các cái mùa khô trong rừng nó cọ sát, nó gây nên hiện tượng cháy. Cho nên đối với tỉnh Khánh Hòa thì chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta phải tập trung công tác phòng chống hết sức nghiêm ngặt trong cái mùa khô sắp tới. Đặc biệt là giáo dục cái ý thức hệ của nhân dân trong vấn đề là bảo vệ rừng. Đến thời điểm này, công tác 4 tại chỗ phòng chống cháy rừng của các xã và chủ rừng đang được khẩn trương thực hiện. Với trên 20 km đường ranh cản lửa dự kiến được bảo dưỡng hoặc làm mới, lực lượng và công cụ chữa cháy được tăng cường. Hạt kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh liên tục cập nhật diễn biến thời tiết, chủ động giám sát vùng có nguy cơ cháy cao để ứng phó kịp thời, hiệu quả.